Mùa chay giúp ta trở về gặp mình, tìm lại mình, nhận diện cái tôi chân thực không vấn son, một cái tôi 100% thật không pha chế. Bởi từ lâu những buổi tối lê la quán bia ôm, bê tha nơi quán nhậu, quay cuồng chốn ăn chơi đã không cho ta nghĩ đến mình. Ta quên mất mình đang có mặt, ta đánh mất hiện hữu của chính mình. Dù xác thân vẫn xả láng sáng về sớm, nhưng ý thức về mình thì đã mất từ khuya, mất khi không còn biết mình là ai, tại sao mình sống, sống để làm gì, sống rồi đi đâu, về đâu. Những bận rộn của cuộc phiêu lưu tình ái cũng không cho ta có giờ để nhìn lại chân dung thật và tình trạng sống của mình. Cuộc sống vật chất hưởng thụ đã lôi ta vào những cơn lốc xoáy ảo ảnh, ảo giác, ảo tưởng, ảo mộng. Ta sống trong thế giới ảo mà không biết. Ta sống bằng danh dự, giá trị đạo đức ảo mà không hay. Ta thu góp nhặt nhụm những công đức ảo, sự nghiệp ảo, gia tài ảo mà cứ tưởng tất cả là thực và bền vững. Ta chuẩn bị một tương lai ảo, xây ngày mai trên nền tảng ảo mà cứ nghĩ đời ta mãi mãi được bảo đảm. Có rất nhiều bộ mặt ảo, cung cách ảo, suy nghĩ ảo, ước mơ ảo và hành động ảo trong ta, mà chỉ trở về với chính lòng mình, trở về tận thâm cung của trái tim, trở về trong đáy sâu tâm hồn, trở về mảnh vườn riêng tư bí mật thầm kín của chính mình, để riêng một mình ta với ta, thì ta mới nhận diện chính xác tôi là ai.